đường nào đó đi qua mình được cuốn trôi đó thì ai chịu trách nhiệm cho? Khoản đi thì mình đang đó, bác thì gọi lỗ câu đó, bác phải mặt cái gì đấy, và cũng là bác phải trả tiền. Rồi mà ngay cái mình đang cảnh đó mà. Thứ hai là hạt đầu là chúa sổ làm thấy.